Là sao? Là chắc họ bật. Chứ họ đang bay mấy? Không có ai rảnh nữa. Chị Hằng cũng vô làm. Chị Hằng cũng vô làm rồi. Hết luôn rồi. Hết yêu cầu Hằng à? Chị Hằng ơi, khách yêu cầu hả chị? Hả? Khách đó yêu cầu chị hả? Hả? Chị Lan hỏi. Ê, thôi, mày con đến hả hả mày thôi. Chán rồi cô gái. Nhiều không? Thêm một ảnh nhiều chứ. Ta không? Nhiều mà không ta cũng... Mình ngồi ghế đợi xíu gì nhé.
ngồi ghế mình đợi xíu nha. Mặt nó cũng nhiều lắm. Nhiều rồi. Thank you.